Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép. Hôm nay ngày 14 tháng 9 thì cửa hàng em xin giới thiệu với tất cả các bác một lô đẩy chạy xòa sắt đến từ thương hiệu STV Dio. Dòng đẩy này thì đến thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhé. Thì hiện nay cũng rất nhiều các bác đang săn lùng những cái dòng đẩy xòa sắt, tại vì đẩy xòa sắt nó có những cái ưu điểm nó hơn những cái dòng đẩy xòa than. Thứ nhất là hiệu suất nó cũng cao, nó khá là cao, khỏe hơn. Đặc điểm thứ hai nữa rằng là cái tiếng của xòa sắt thì khá là hay, tiếng rất chi là sạch và hay. Chính vì những cái ưu điểm đó thì cho nên mà cái đẩy xòa sắt thì nó cũng chả có giá cao hơn. Và thứ hai nữa là chi phí mà sửa chữa của nó cũng khá là cao, tại vì là như các bác biết rồi, con đẩy xòa sắt nó giá trị nhất của nó là con xòa đấy. Đấy này thì tất cả những cái thợ bình thường thì đều có thể sửa được, tại vì là nó không phải là dòng mạch dán, khá là đơn giản. Tuy nhiên chi phí của nó sửa cao, tại vì là chi phí là sửa xòa, sửa con xòa này rất là đắt. Một cặp xòa này nó rơi vào tầm là gần 200 ngàn đấy. Tuy nhiên là mua được xòa xịn là khó, rất chi là khó các bác nhá. Nếu mua xòa đểu thì đóng vào đây cũng như không, rất chi là nhanh hư và nó cũng mất giá trị. Cho nên mà cái dòng đẩy xòa sắt thì nó có rất nhiều loại, rất nhiều loại, giá thành nó cũng khác nhau. Tí nữa em sẽ chia sẻ các bác tại sao mà cùng một nấy xòa, cùng một công suất như nhau mà lại giá thành nó lại chênh lệch nhau. Chút nữa em sẽ chia sẻ với các bác tại sao như thế. Thì trở lại cái lô đẩy này thì tổng cộng của bên em là có 9 con, hàng bên em là bao zin cho các bác toàn bộ xòa. Từ xòa mạch biết là chưa có sửa chữa gì hết, các bác có quyền là mua về, các bác có quyền là tháo, là kiểm tra cho em toàn bộ như này. Em đảm bảo cho các bác là zin nhá. Đấy, zin. Đấy, không không có chưa có hề có một sửa chữa gì hết. Thậm chí là toàn bộ con xòa như thế này vẫn là bao zin cho bác nhá, xòa sắt Mexico nhá. Đấy, từ cái ốc này, từ con ốc như thế này là phải bao zin cho các bác. Đấy, từ cái con tụ, con chữ như thế này là vẫn là zin, zin hết cho các bác nhá. Đấy. Lô xòa này, lô đẩy này là em tổng cộng là các bác biết rồi. Em chấp nhận là trả giá cao hơn để em mua những con sống và con zin, nhưng còn những cái con mà chết là em không mua. Tại vì như các bác biết rằng, nếu như con xòa sắt này mà sửa thay một con xòa đó là có vết ngay, như các bác biết rồi. Chỉ cần tháo thay một con xòa này, thứ nhất là con ốc là sẽ bị tét này. Đấy, những con ốc này nó sẽ bị tét. Thứ hai là mua những con xòa không bao giờ nó sẽ trùng số như thế này được, vì là nó sẽ cùng, các bác biết rồi, đây nó sẽ có trùng số như thế này. Chúng ta mua không bao giờ nó trùng được như thế này. Đấy, 37 hết. Đấy, nó có một trùng một số hết, mua rất là khó, nói chung là không thể mua được. Và thứ hai nữa là khi mà chết xòa thì nó sẽ thay chết những cái con chở bên này, nó sẽ chết theo và chúng ta phải thay cái chở, thì không bao giờ mà giống được như thế này, các bác lưu ý là như thế. Cho nên mà để xòa sắt ấy, thay xòa nhìn rất dễ là ra, tại vì chỉ cần nhìn vào cái này, thứ nhất là cái vết keo keo tản nhiệt ở dưới con xòa này, nó sẽ phải riêng như thế này. Nếu như mà thay xòa mới vào nó sẽ có cái dấu khác đấy. Đó là cái kinh nghiệm chúng ta mua. Và khi mà đã thay xòa thì con đẩy xòa sắt thì nó đã mất nguyên cái giá trị của nó, thậm chí là mất tới 4-5% giá trị. Đấy. Và đặc biệt đó là chi phí sửa một con đẩy xòa sắt này không hề rẻ. Nó rơi vào tầm, nếu như mà các bác biết rồi, nó chết thì nó có thể chết một vài con, nhiều khi nó chết cả. Đấy, nó chết, đa số nó chết là nó chết cả, nó chết nguyên cả vỉ luôn. Mà chúng ta thay như thế là nó, ở đây ví dụ như là nó còn sơi tiền xòa không thì nó mất cả triệu bạc rồi. Không hề ít đấy. Mà đặc biệt đấy là thợ một cái kém tay nghề là không dám sửa dòng này, tại vì là sửa thì sửa được nhưng mà họ không có dám mạo hiểm. Tại vì nếu như vừa cần những cái bo bên này họ sai sót một tí là nó mua xòa mới về đóng ở đây phát nó lại chết theo cả loạt luôn. Cho nên mà những thợ thật giỏi người ta mới dám sửa dòng đẩy này. Đó là bên chia sẻ các bác về cái dòng đẩy xoa sát như thế này. Nó hay thì nó hay thật, tuy nhiên là cái chi phí sửa của nó là khá là cao. Đấy, và cũng không phải là ai cũng dám sửa. Những cái thợ mà thợ cao tay người ta cũng mới dám sửa, nhưng còn thợ mà lơ ngớ là không dám sửa. Tại vì là sửa rất gì là dễ, phải đền, đền là đền xòa ấy. Đấy các bác. Cho nên mà những cái dòng đẩy này thì bên em là tổng cộng là nó lẻ là như không nghe nhà là thế. Tổng cộng lô này là 15 con, em lấy được có 9 con zin, còn lại 6 con là em không lấy. Em không lấy tức là em trả giá cao hơn. Còn những con này bác nào lấy thì lấy về sửa thì em không biết. Em đảm bảo là đây là hàng zin cho các bác. Về đây, thiết kế của dòng đẩy này toàn bộ của nó là mặt phanh nhôm các bác nhé. Đấy, mặt phanh nhôm đấy, mặt phanh nhôm chứ em không làm mặt sắt. Mặt sắt sẽ rẻ hơn tí này em cũng đấy.
mặt phanh nhôm nhé. Đấy, mặt phanh nhôm STV Dual Position Power Amply. Đấy, đây là thương hiệu đến từ Mỹ. Thì con đáy này khá là nặng, nó rơi vào tầm gần 30 cân, hai mấy cân, nặng lắm. Nặng máy sâu, máy nó sâu vào tầm 50 phân đấy. Đấy, nó sâu, nó khỏe, nó phải sâu như thế này. Đấy, chạy ở đây là nó sẽ chạy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 sò. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, 16 sò sắt, 16 sò than. Đấy, nó rơi vào tầm thế. Đây, cả đây sò đây nữa. Đấy, thì cái sò than này chúng ta không tính, chúng ta chủ yếu là tính sò sắt. Sò than này chủ yếu là để bù áp thôi. Thì nói về công nghệ của dòng đáy thì nó là công nghệ Class H các bác nhé. Class H. Đấy, mạch này là Class H, chứ không phải là Class AB. Nó có bù áp cho các bác nhé. Đấy, các cái sò than này đóng vai trò là sò bù áp. Dòng đáy này thì ở đây chúng ta thấy là các cái nút nguồn nằm ở giữa, nó thiết kế cực kỳ là đẹp luôn ấy. Nhìn kỹ là mới đẹp, đẹp, rất đẹp. Nói chung là nhìn ở ngoài đời nó đẹp hơn ở trong rất chi là nhiều. Nó thiết kế phía trên thì là mặt phẳng hết này. Đấy, đây chúng ta thấy là mặt nó thiết kế phẳng, không hề có bị lồi. Chúng ta nhìn trực diện nó có cái điểm này này, có một cảm giác là cái đoạn này nó sẽ lồi ra. Chính vì cái điều đó này mà em lúc khi em mua cái dòng đáy thì em thấy sao nó lại lồi ra, mặt thiết kế nó hơi xấu. Nhưng mà thực tế là nhìn ở ngoài đời nó khá là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, tại vì nó không phải lồi mà nó nằm ngay trên cái mặt phẳng thẳng từ đây luôn. Cái chỗ này là chúng ta nó đánh lừa rồi, lừa thị giác, nó cảm giác là chúng ta nhìn là nó lồi ra ngoài. Đấy, nếu mà nó lồi ra thì em thấy em lại không lấy, tại vì em không thích, nó hơi xấu. Nhưng mà này lại khá đẹp, là chúng ta thấy nó nằm ngay một đường thẳng như thế này. Đấy, con đáy này thì công suất của nó là 600W, 600W một kênh các bác nhá, ở 8 ohm và 900W một kênh ở 4 ohm. Công suất nó em bao cho các bác đánh là thứ nhất là 2 đôi bát 30 ok, 1 đôi full 40 ok, 2 đôi bát 30, còn full 25 lại nhỏ hơn thì các bác cứ ghép thoải mái, nhưng mà không được quá 2 đôi, tức là các bác ghép làm sao mà kháng trở của nó không được dưới 4 ohm nhé. Dưới 4 ohm là chập, em lưu ý cho các bác nhé. Dưới 4 ohm là quá tải. Chúng ta chỉ ghép làm sao được là trên 4 ohm. Còn cách ghép thế nào bác nào biết thì các bác sẽ học vật lý, các bác là sẽ biết. Nhưng mà các bác không biết thì các bác có thể gọi liên hệ trực tiếp với em để em chỉ cho các bác cách đấu. Lưu ý là các bác không mạ được bảo hiểm đấu cho em dưới 4 ohm. Dưới 4 ohm là quá tải nhá. Các bác đấu hai con loa bé bé thôi, hai cục loa bé thì ok, nhưng mà giả sử đấu lên ba con, ba cái bát loa nhỏ thôi, em không cần nói bát to nhá. Bát loa bằng cái bàn tay này thôi. Nhưng mà các bác đấu nhiều loa vào trong một kinh thì các bác tưởng tượng là các bác cứ một loa là một sợi dây, cứ một sợi dây là cột nối hai cực lại với nhau, nó giờ cứ chừng tình trạng là chập công suất. Đấy, như thế là rất nguy hiểm, là nó cháy cả dàn luôn đấy. Cho nên mà các bác đấu lưu ý là phải đấu trên 4 ohm, không được đấu dưới 4 ohm. Còn bác nào không biết thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Còn dòng đẩy này thì đấy, công suất để ăn đã bao như thế, và đây là em đọc công suất thật, công suất thực tế. Còn em không như những cái đơn vị khác nhé, một số bác là em thấy là một số cửa hàng khác là họ không biết công suất, họ nhìn đọc con này nó lên đến tầm 900W, có khi hơn 1000W, đó là cái điều không thực tế, tại vì là đây là công suất của nó là 16 sò, nó chỉ là thế thôi. Đấy, có những con dòng máy thì nó có thể thấp hơn mạch Class AB, nếu mà sò sắt mạch Class AB thì nó rơi vào tầm chỉ có 500W thôi. Con này là Class H các bác nhé, Class H thì chúng ta lưu ý là như thế, tránh cái trường hợp là chúng ta nghe, tại vì là nếu như mạch Class TD, mạch Class Y thì 16 sò sắt nó có thể rơi vào tầm 8000W, hơn 1000W nếu như mà 16 sò sắt như thế này. Nhưng tuy nhiên là mạch Class H thì nó chỉ được là 600W, và Class AB thì nó còn dưới nữa. Chúng ta phải lưu ý như thế nhé. Tránh trường hợp là bác một số bác bảo là về đánh công suất nó 8-900W, 1000W, đó là chuyện không có đối với dòng mạch Class như thế này. Đó là mạch Class H. Đấy. Về phía sau của nó, đây phía sau của nó nhá, đây có cổng tín hiệu vào này, cổng tiếp đất này, cường độ ra này, 4 ohm này, tức là cái này là 4 ohm hoặc 8 ohm, chúng ta gạt sang 4 ohm cho em nhé, gạt sang 4 ohm hết. Cái này không phải là cái nấc để đánh 4 ohm hay 8 ohm các bác nhá, cái này tức là gạt cái sang đây, gạt sang đây tức là để là báo clip, tức là giới hạn của nó là đánh 4 ohm, dưới 4 ohm là nó sẽ báo lỗi. Đấy, còn gạt 8 ohm nữa là giới hạn là 8 ohm, dưới 8 ohm thì nó sẽ lỗi, chúng ta gạt sang 4 ohm hết nhé. Cái này đánh là Bray, nó mô xích te, cái này thì bình thường, những chế ở đây. Cái này có cái cổng cắt súp đây các bác nhé. Đấy, LPF, HPF này, bypass này cắt súp được luôn nhé. Đây,
Tectory Form USA sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, chúng ta thấy đấy, cục cái loa đây nhá, dây nguồn của nó cực kỳ là to luôn. Đấy, con này cắt được súp các bác nhá, cây nhà kênh B đều có cắt súp cả. Đấy. Và cái vấn đề trước khi kết thúc video nữa là vấn đề chính của nó là vấn đề giá, giá của dòng đẩy này, và em sẽ bật mí cho các bác tại sao đẩy so sắt nó lại có giá khác nhau, giá chênh lệch nhau anh các bác nhá. Đấy thì giá nó khác nhau như thế nào thì em sẽ bây giờ em sẽ chỉ cho các bác luôn. Về giá của lô đẩy này thì em xin bán cho các bác với giá là 5.800.000 đồng một con các bác nhá, giá khá là hợp lý, cực kỳ là hợp lý luôn, 5.800.000 thôi các bác nhá. Và lưu ý đây là dòng đẩy xoa sắt chạy mạch class H. Và bây giờ em sẽ nói cho các bác tại sao đẩy cùng một lô đẩy xoa sắt nhưng mà giá khác nhau. Nó có hai lý do, lý do chính. Lý do thứ nhất là về thiết kế. Thiết kế của dòng đẩy xoa sắt nó chiếm khá là lớn, tức là nó ảnh hưởng đến tầm khoảng 20% giá thành của con đẩy. Nếu như đẩy xoa sắt đẩy này mặt này mà mặt bằng sắt thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Thứ hai, mặt xoa sắt nó sẽ rẻ hơn so với mặt phay nhôm. Và thứ hai nữa là thiết kế. Thiết kế của dòng đẩy này có những con dòng đẩy cùng mặt xoa nhôm, mặt phay nhôm, tuy nhiên là giá rất rẻ tại vì nó thiết kế theo cái kiểu xấu. Mà đã xấu thì không có người mua, không có người mua thì tương nhiên là nó sẽ ế thì giá nó phải rẻ. Đó là cái. Cho nên mà riêng cửa hàng em đi mua em phải chọn những cái dòng đẩy mà mặt nó phải đẹp vậy. Thứ nhất là các bác mua ngoài công suất các bác là làm một cái vật đây là để trang trí ở trong nhà, phải thiết kế nó phải đẹp, nó bắt mắt thì chúng ta mới mới mua. Chứ còn những con đẩy mà nó khỏe, nhưng mà trừ những bác là đám cưới thì em không nói, nhưng mà để dùng trong gia đình nhá, thì các bác phải mua những con nó nhìn nó phải tương đối nó đẹp một tí. Thì đây một con này em đánh giá là cực kỳ là đẹp, thiết kế rất chi là đẹp. Em đã từng có đối tác chào em những cái lô đẩy xòa sát rất chi là lớn, công suất khủng của hãng Martin. Các bác khi đang biết không, nó thiết kế nó có hai cái ô vuông bên đây này, hai cái ô vuông đây, hai cái ô vuông bên này, nó lồi ra một tí, mà đằng cái này nó lại có một cái lưới sắt đậy bên đây nữa, nhìn nó thô cực kỳ là thô luôn, mà lô nó rất rẻ. Tuy nhiên em không lấy, xấu, nó tôi vậy thiết kế rất xấu, em không làm. Đó là cái thiết kế, nó thiết kế 200%. Thứ hai đó là thương hiệu, thương hiệu của nó, thương hiệu của dòng đẩy này, thương hiệu thì nói chung là gọi là thương hiệu rồi, thì nó đánh giá đến là hàng xịn hay không đấy, thì nó được quyết định tới 2% dòng đẩy nữa giá thành. Và một cái điều bổ sung thêm một điều thứ ba này nhá, điều thứ ba nữa là về công suất của nó, cùng một 16 xoa sắt thôi, tuy nhiên là công suất của nó, có những con cùng một máy xoa công suất bé hơn thì giá nó sẽ bé hơn, công suất cao hơn thì nó sẽ cao hơn. Đấy, đó là cái ba cái yếu tố chính mà nó ảnh hưởng đến cái giá của con đẩy này đấy. Và em cũng xin kết thúc cái video tại đây nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.